Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2024 ước đạt 2.075 tỷ đồng, bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lý kế 2 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 5.927 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán và bằng 136,9% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế tăng cao hơn so với cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thu thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phân đấu thu nội địa đạt 22.070 tỷ. Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu đã đề ra, ngành thuế Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng.